hàng về. Bao giày đi mưa silicon, chống nước, chống thấm, chống trơn trượt, tiện lợi. Bao giày đi mưa silicon là giải pháp hoàn hảo để bảo vệ đôi giày khỏi nước và bùn đất. Chất liệu silicon chống thấm nước và trơn trượt giúp giữ đôi giày luôn khô ráo và an toàn. Phù hợp cho cả nam và nữ, đây là sự lựa chọn tiện lợi và hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết ẩm ướt.